Nhắc đến định mệnh thì thường anh em sẽ nghĩ ngay tới đội hình Aphelios. Điều này khiến cho tộc này đôi lúc không được đánh giá quá cao vào khoản flex. Nhưng nếu có được ấn định mệnh thì chúng ta có thể biến rất nhiều quân cờ trở thành quái vật gánh đội siêu lực, đặc biệt là những quân cờ thiên hướng đấu sĩ, giao tranh liên tục ở tuyến trên. Hôm nay, hãy cùng Cà Phê Nhân Phẩm theo dõi trận đấu 60 Second Flex siêu đỉnh với hàng loạt ấn và xoay Silas định mệnh carry siêu tín để học thêm các cách mới để chơi tộc này nhé. Anh em mình vào việc. Map thi đấu lần này là huấn luyện người đá với một con người đá có 3 ấn. 60 Second nhận được ấn Long Vương, Pháp Sư và Bán Tỉa, trông có vẻ không được ăn nhập với nhau cho lắm. 3 rau quái đầu tiên cho rất nhiều tiền và tướng, nhưng lại chỉ có mỗi 2 mảnh đồ là cung và giáp cho 60 Second. Đến với nâng cấp đầu tiên của trận đấu là một lõi vàng. 60 Second chẳng nói chẳng rằng gì, vừa thấy hình nộm lãng du là anh lấy ngay mà không cần roll mấy lõi khác. Lý do chắc chắn là để tìm cách cứu vớt 3 cái ấn trên con người đá kia. Sau khi lựa chọn, anh nhận về cái cọc cùng hai ấn là Pháp Sư và U Linh, trùng một với người đá. 60 Second kẹp song đấu và đấu sĩ, rồi ghép luôn cái quyền năng để def. Nhờ được hưởng thêm hai tộc hệ nữa là U Linh và Pháp Sư, nên anh dễ dàng có được chiến thắng áp đảo ở hai round đấu đầu tiên. Sang đến round 2.3 thì có một biến số lớn, kỳ ngộ On xuất hiện để cho thêm 6 tạo tác dùng trong một vòng. 60 Second lắp một cái gương cho Rek'Sai để lấy thêm khống chế, một cái cho Tristana lấy thêm sát thương. Búa tiến công cũng cho Rek'Sai để sống lâu hơn và có thể gây khống chế nhiều. Còn lại tam hợp và quyền trượng giả kim. Sau một hồi suy nghĩ thì anh quyết định lắp tam hợp cho Tristana và quyền trượng cho Darius để có thể kiếm chắc chút tiền. Đối thủ round này là một nhà đã lên luôn cấp 5, nhưng dàn tướng chỉ toàn một sao nên không thể tận dụng tối đa tiềm năng của các tạo tác. Ngược lại thì 60 Second dù cấp 4 nhưng lại đông hơn hẳn nhờ vào hai cái gương lửa gạt, cộng thêm các quân cờ 2 sao khỏe nên dễ dàng có được chiến thắng áp đảo. Nhặt một nửa cái huyết kiếm là mảnh váy. Về nhà, 60 Second lên cấp 5 và kẹp vào Aphelios lấy bắn tỉa. Lần này anh gặp một đối thủ khá mạnh khi đã kích được tận 4 Long Vương, nhưng bài của đối phương chưa ghép đồ và không có chủ lực gánh đam nên Darius vẫn tích được 25 số và càn vào sau, mang về trận thắng thứ tư. Kỳ ngộ tiếp theo của trận đấu có ảnh hưởng rất nhiều, đó là As, cho người chơi biết chính xác đối thủ tiếp theo của mình là ai cho đến hết trận đấu. Chuyển đến vòng đấu tiếp theo thì Kane xuất hiện trong cửa hàng của 60 Second. Anh bỏ luôn Darius và Tristana để xoay sang form 4 U Linh. Vì đối thủ chỉ là một nhà thần tài nên anh dễ dàng ăn trọn chuỗi thắng 5. Trước khi vào đánh quái thì 60 Second lên được AP2. Tưởng chừng may mắn đang mỉm cười với anh thì cũng trong rau quái đó, anh nhận về tận hai cái váy và một nước mắt, hoàn toàn không ăn nhập chút nào với hướng bài đang đi. Game đã như thế thì 60 Second đánh đâm theo, anh làm luôn cái vuốt rồng cho Kane để duy trì cái chuỗi thắng của mình, thành công đánh bại một nhà sử gia và nâng chuỗi lên con số 6. Nâng cấp tiếp theo trận đấu có bậc kim cương, 60 Second cho hết các quân cờ khác ra sân ngoại trừ định mệnh rồi mới bấm roll, và anh đã thành công có được ấn định mệnh ở ngay lần roll thứ hai. Chọn lõi xong thì lên luôn cấp 6, 60 Second cho form như cũ vào lại và thêm Kindred lấy tử thần, rồi ghép ấn định mệnh cho Kane và nối với Kindred để lấy thêm máu và tốc đánh cho cả đôi. Round này gặp một nhà phế vật thành báu vật với một đống tạo tác trên sân. Form dev cũng 4 U Linh như 60 Second, nhưng anh lại có lợi thế là Kane cầm vuốt rồng để chặn sát thương phép, còn thêm cả 3 nguồn hồi phục theo thời gian là chính vuốt rồng, định mệnh và U Linh nên rất khó để bị hạ. Một mình Kane luồn ra sau, gạt hết dàn tay dài của đối thủ, easy win cho 60 Second. Đối thủ 3.3 là nhà Thiên Cung Yone. Đối phương đã có nhà máy tái chế nên đang cho Alun cầm tạm đồ. Cô không có trang bị hồi năng lượng nên skill rất chậm. So với tốc độ clear của 4 U Linh và Kane thì không thể bị lại. Tiếp tục là easy win cho 60 Second, nâng chuỗi thắng lên con số 8. Vẫn phải đi nhặt đồ cuối nên 60 Second chưa lấy được mảnh gì ra hồn, đành phải lấy Thres. Về nhà, anh lên luôn cấp 7 để cho gã cai ngục vào sân, bỏ Rek'Sai và thay Ari vào, lấy 5 định mệnh cùng 4 pháp sư. Anh cũng chuyển qua lấy hiệu ứng của Afe và Thres để cả team dễ tận dụng hơn. Đối đầu nhà Gna carry đang cháy. Đối phương kê ngay Gna ở góc bên phải, nơi đã có Kane đóng sẵn, nhưng 60 Second lại để cái giáp lửa quá xa nên không thể giảm hồi máu đối phương, khiến cho Gna sau khi hạ gục Kane và hồi lại máu thì đã tìm luôn Afe để xử lý. Mất đi hai carry khiến đội hình mất hết sát thương, anh nhận về trận thua 3 chess và mất đi chuỗi thắng của mình. 3.6 gặp nhà Long Vương hiền giả. Bài đối phương đang eco và toàn một sao nên không thành vấn đề đối với Kane và đồng bọn. 60 Second dễ dàng lấy lại một trận thắng. Bầy sói trả về hai mảnh đồ là kiếm và nịt, cùng với đó là một chút tiền và tướng để 60 Second có thể eco lại. Silas xuất hiện ở cửa hàng 4.1. Vì phong bài đang đẹp và không thể thay quân cờ nào nên 60 Second giữ nguyên đội hình và chưa thay vào. Bù lại để gia tăng sức mạnh thì anh ghép một cái thú tượng cho Thres. Round này gặp nhà Kale sử gia. Dù đội hình 60 Second đang khá đẹp
nhưng bài đấu của đối phương lại giàu sát thương nhờ có Kale và Zoe Heidel giao điện quỷ thư. Lớp phòng thủ yếu ớt của 60 Second nhanh chóng bị phá vỡ chỉ sau một cú quạt của Kale. Anh nhận về thất bại với 3 chess. Trận đấu chốt lại với nâng cấp bậc bạc ở vị trí cuối cùng. Ở đây cũng không có quá nhiều lõi tạo được đột biến nữa, nên 60 Second lựa chọn 1-2-5 để cầu may ra được set hoặc quân cờ nào đó hợp lý. Khá đen cho anh chàng khi đó lại là cô nàng Ire, quân cờ không ăn nhập với bài đấu hiện tại, nhưng ít ra vẫn còn dùng được một lúc vì đòn đánh của cô có hiệu ứng giảm giáp, ít nhiều hỗ trợ cho team nên anh lên cấp 8 để kẹp vào. Đối thủ round này là nhà Kai'Sa đã xả hết tiền, form dù toàn 1 nhưng chất lượng tướng 4-5 tiền vẫn là khác bọt, đấm cho 60 Second một round gần nguyên sàn. Kỳ ngộ thứ 3 của trận đấu là Ari cho người chơi lựa chọn một trong 3 hiệu ứng. Rõ ràng máu cộng thêm là dễ dùng nhất nên 60 Second sẽ chọn hiệu ứng này rồi. Xong xuôi, anh thấy có thêm một Silas trong shop nên quyết định roll và lên được luôn 2 sao. Sau đó là Thresh, bắt được cả Yasuo và Syndra nên anh thay vào để đủ form 7 định mệnh. Ấn tất nhiên sẽ dành cho Silas rồi. Đối thủ vòng này là nhà Long Vương. Nhà này đang eco tiền để lên cấp nên chưa có một carry thực thụ. Janna cầm được mỗi cái quỷ thư nên dù có bước vào Long Đạo đi nữa thì cũng không cho ra được nhiều sát thương. Silas dễ dàng cản qua và mang về chiến thắng áp đảo cho 60 Second. Đi chợ nhặt về mảnh váy và hoàn thiện huyết kiếm cho Silas. Đã nhận thấy sự thiếu hụt sát thương ở round trước nên 60 Second đã đổi qua ghép Ari và Thresh. Với 7 định mệnh và pháp sư thì sẽ cho thêm tận 110 AP, cực kỳ ngon cho quân cờ đói AP như Silas. Round này gặp nhà Yone Thiên Cung. Yone đối phương 3 sao nhưng chỉ mới 2 đồ nên sát thương không quá nhiều. Silas 3 đồ trong team chỉ kích mỗi hắc ám nên đánh Thresh như gãi. Để Silas định mệnh múa cho hiểu chuyện, gõ phát nào là hồi lại một đống máu phát đấy. 60 Second giành chiến thắng và tắt cháy nhà này. 4.6 gặp nhà 5 Long Vương. Dù dàn tướng ở sau trông rất cùi với chỉ Ire cầm đồ nhưng lại có Diana và On khá cứng hàng trên. Bài của 60 Second thì không có tốc độ clear nhanh nên đã không clear được dàn tanh trước khi Long Vương đánh xuống. 45% tốc đánh của 5 Long Vương giúp dàn tướng phía sau của đối phương đánh nhanh hơn nhiều và xả skill liên tục. Silas cứ phải gõ đi gõ lại mấy con vệ sĩ của Azir nên không luồn ra sao được. 60 Second nhận về một trận thua khá đau. Bầy chim trả về mảnh đồ duy nhất là gậy. Vì dàn trên đánh lâu nên 60 Second làm một quyền trượng cho Syndra. Sau đó anh muốn eco thêm để lên 9, kiếm mảnh ghép quan trọng nhất trong team định mệnh là Seth. Đối thủ 5.1 là nhà sử gia với Kale đã đủ 3 quận xanh. Silas đứng ngay mặt Kale nên trở thành mục tiêu của cô. Nhưng đối phương lại xếp lên hàng 2 nên Kale sẽ bị giảm kháng phép bởi Syndra cầm dao điện. Silas sau khi ăn skill của Kale thì chưa nằm xuống ngay nhờ có bảo hiểm từ huyết kiếm. Gã ta lướt ra sau và quật xích tiễn Kale cùng một đám kẻ địch lên bảng. Ire cố múa để hạ thêm vài quân cờ nhưng cũng không thể né khỏi xích của Silas. Phần còn lại được dọn dẹp một cách dễ dàng, chiến thắng cho 60 Second. Kobuko xuất hiện để mời người chơi khiêu vũ. Sau khi kết thúc thì lobby mỗi người nhận được 2 vàng cùng 2 mảnh trang bị. 60 Second vẽ không ra được bùa xanh cho Syndra nên đành ghép tạm nanh cho cô nàng. Anh lên luôn cấp 9 để roll và bắt được Seth, thêm vào sân để lấy hắc ám cho Silas. Còn dư một định mệnh thì 60 Second bỏ Kindred để thêm Udyr vào lấy khổng lồ và một cái khống chế khó chịu. Round này gặp nhà U Linh kẹp hiền giả. Nhà này có hai lõi không ăn nhập với nhau lắm là phế vật thành báu vật và hộp Pandora. Trang bị cho carry là Kane và Morgana cũng không phải là đẹp nên dễ dàng bị 60 Second đấm nguyên sàn và tiến lên bảng luôn. Kỳ ngộ cuối cùng của trận đấu này đã xuất hiện luôn ở 5.4, đó là Teemo cho người chơi dự đoán kết quả giao tranh tiếp theo để nhận vàng. Sau khi chết đối thủ và thấy nhà Kai'Sa có Udyr 2 đang khá khỏe thì anh quyết định chọn thua. Đến với giao tranh 5.4, thấy đối phương không đổi Udyr lẫn Kai'Sa nên 60 Second đã kê Thresh ngay đấy để chặn sát thương. Còn Silas ra một góc khác để chơi với các quân cờ máu giấy. Với 4 xạ thuật sư thì 7 định mệnh có trâu tới đâu vẫn bị Kai'Sa bảo một cách dễ dàng. Nhưng Silas của 60 Second nãy giờ không bị ai đụng tới nên vẫn đang quẩy nhiệt tình. Đến khi Udyr tới nơi thì một quật, quật thứ hai để giành Kai'Sa và cái thứ ba cho phần còn lại của sàn đấu. 60 Second tiễn nhà thứ hai lên bảng. Nhặt thêm một cái huyết kiếm nữa ở chợ cho Seth. Vì cảm thấy bài đã đủ mạnh nên 60 Second quyết định eco tiền để lên 10 thay vì roll. Round này gặp nhà Kale sử gia. Lần này đối phương không còn tự tin để xếp lên đầu nữa thì 60 Second cũng không cần cho Silas mặt đối mặt nữa. Thay vào đó, anh cho Thresh với cái vuốt rồng tiếp chiêu. Ăn nguyên skill của Kale mà vẫn còn sống nhăn. Kale vì không có ai hỗ trợ nên mất nhiều thời gian để lên chiêu lần thứ hai. Trong thời gian đó thì Ire 2 và ngộ không 2 của đối phương dọn sàn khá tốt. Nhưng Silas vẫn là một bài toán nan giải chúng không xử lý được. Kale trước khi nằm xuống kịp quạt lần thứ hai nhưng vẫn không xi nhê. 60 Second giành được chiến thắng. 5.6 gặp nhà Long Vương form Exodia. Silas mới vào đã bị Lissandra úp nồi không cho chơi game. Vừa thoát ra thì hắn ăn ngay quả choáng của Long Vương và mất thêm một lúc nữa mới tỉnh lại. Lúc này thì bảo hiểm của huyết kiếm đã mất, đồng đội cũng nằm gần hết sau khi hứng một đống sát thương từ đối phương.
City sẽ cần nhận về thất bại khá đau. Mãi sang round đánh rồng thì Shinra mới chịu lên 2. Lúc này City Second quên chờ đồ rồi mới lên 2, nên đã để lỡ mất cái bùa xanh sau khi tiêu diệt rồng. Anh lấy về bùa đỏ cho Seth để giảm hồi phục được nhiều hơn giáp lửa. Đối đầu nhà Gnar Carry, Gnar luồn tốt nhưng mất khá nhiều thời gian với Silas khi hắn có thể hồi máu liên tục. Hết Silas rồi tới người đá, Rest. Bằng đấy thời gian là đã đủ cho Shinra tích quyền trượng lên AP và hạ gục con quái vật này. Counter đúng nghĩa đến từ bài của City Second. Anh lên 10 ở 6.2. Vì Udyr cởi trần không một tác dụng nên anh đã đổi sang Malphite và Soraka để kích thiên cung lấy chỉ số cho cả team. Round này gặp người thật là nhà Gnar. Thay vì né đi Syndra thì đối phương lại tự tin về khả năng hồi phục của Gnar và để nó ngay trước mặt Syndra. Nhưng quân cờ chặn đứng nó lại là Thresh. Lượng chống chịu đủ lớn khiến Gnar không thể hồi được quá nhiều máu. Chỉ cần 10 giây là Syndra đã xử xong con quái vật này. Một lần nữa đem chiến thắng về tay City Second. 6.3 lên được set 2 sao và bắt Nautilus vào lấy 3 cao cường. Dù đã có thêm một chút sát thương, nhưng City Second vẫn chưa thể nào chiến thắng đối thủ Exodia khi Long Vương khống chế toàn bản đồ quá khó chịu, tạo quá nhiều cơ hội cho đối phương xoay chuyển thế cơ. Anh nhận về thất bại thứ 2 trước nhà này. Đi chợ lấy về mảnh găng để làm bàn tay cho Seth. Đối thủ tiếp theo sẽ là nhà Gnar nên City Second check bài kỹ để xếp sao cho không tạo kẽ hở khiến Syndra gặp nguy hiểm. Anh cũng đổi qua nối dây Seth và Thresh để giúp team sinh tồn tốt hơn. Hóa ra chỉ là gặp bóng mà thôi. Gnar hoàn toàn bị kẹt với dàn tanh siêu cứng của City Second. Nhà này chỉ được cái trâu, chứ sát thương và khả năng sinh tồn thì thua xa định mệnh của anh. Anh dễ dàng có được chiến thắng và tự mình lọt vào top 2. Chỉ còn lại đối thủ là nhà Exodia Long Vương. Có hai quân cờ cần phải lưu tâm là Lissandra úp nồi và Ngộ Không nhiều sát thương, nên City Second xếp bài một cách cẩn thận, né được cả Seth và Silas đi chỗ khác. Bước vào giao tranh, nhờ có nhiều tốc đánh và đồ mana mà Seth mình đã bế Seth đối phương trước, nhưng vẫn chưa thể dồn được sát thương nên sau khi Long Vương đánh xuống sàn, mọi thứ lại đâu vào đấy. Silas ở góc có ít sát thương nhưng không được chơi game nên không thể hồi lại máu và nằm xuống. Seth ở giữa lòng địch bị phá năng lượng, không thể lên chiêu và bị Lissandra úp nồi theo luôn. Mình Syndra bị bao vây, bất lực chống đỡ, chỉ hạ được con khỉ trước khi nằm xuống. City Second bị đấm còn 4 máu. Nhận thấy trước khi Long Vương đánh xuống sàn thì bài đối thủ không có nhiều sát thương lắm, City Second bỏ đi chỉ số chống chịu của Thresh và nối Seth với Syndra, tập trung dồn đam vào khoảng thời gian đầu này. Bước vào giao tranh 7.1, Seth và Syndra phối hợp tốt, dồn sát thương tiêu diệt Rakan trước khi Long Vương kịp đánh xuống. Ngộ Khỉ trốn thoát với áo choàng cũng ngay lập tức trở thành mục tiêu khi lướt quá gần vào Syndra và bị bùa đỏ cùng hắc ám đốt chết. Mất đi hai nguồn sát thương ngay từ sớm, đối phương dần rơi vào thế thua. Còn Lissandra để trông cậy thì cô hai lần úp nổi Thresh không được gì, nhờ đó mà Seth được lên chiêu lần thứ hai và hồi lại đầy cây. Đến đây thì chiến thắng đã được xác định. Seth và Lissandra đối phương có chống cự cũng không đáng kể. City Second giành chiến thắng và đấm luôn đối thủ về top 2 và giành lấy top 1 cho bản thân với bài định mệnh Pro Build siêu hay này. City Second đã phân tích chuẩn chỉ khi tận dụng những giây đầu của giao tranh khi Long Vương chưa đánh xuống để đổi qua nối cặp đôi Syndra và Seth. Chỉ một chút vậy thôi đã là đủ để xoay chuyển thế trận mà trước đó anh đã gỡ mãi không ra. Không hổ danh là một trong các GOAT TFT của khu vực Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, share, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để ủng hộ Cà Phê Nhân Phẩm ra thêm những video phân tích trận đấu hấp dẫn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.